Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 22 năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đây là một chính sách nhằm hỗ trợ cho các gia đình người có công với cách mạng đang ở nhà bị hư hỏng nặng, cần phải phá dỡ để xây mới hoặc đang ở nhà tạm phải sửa chữa. Tại Đà Nẵng, từ năm 2014 đến nay, công tác này đã được triển khai và thực hiện hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại phường Thanh Khê Đông. Từ năm 2014 đến nay, bằng nhiều nguồn kinh phí, thành phố Đà Nẵng đã triển khai hỗ trợ sửa chữa xây mới hơn 10.490 nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng, với tổng kinh phí gần 330 tỷ đồng. Trong đó, sửa chữa 7.980 nhà, xây mới trên 2.510 nhà. Đây là nhà vừa được xây dựng khang trang của bà Kiều Thị Ba ở tổ 21 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê. Trong đó có 60 triệu đồng từ chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở của nhà nước. Trong kháng chiến chống Mỹ, bà tham gia thanh niên xung phong và bị nhiễm chất độc da cam. Đảng và nhà nước cũng như chính quyền địa phương là quan tâm là tổ mọi điều kiện là hỗ trợ thêm kinh phí để cho là gia đình tôi là có điều kiện để xây được một cái ngôi nhà rất là khang trang. Thì là qua đây là tôi cũng thấy là rất là vui mừng, là thấy là Đảng và nhà nước như chính quyền là cũng rất là quan tâm đến là đời sống của nhân dân cũng như là những gia đình mà chính sách, từ gia đình những có công cách mạng. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê đã chủ động phê duyệt danh sách và xây dựng kế hoạch sửa chữa xây mới 150 nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng, với mức hỗ trợ từ 30 triệu đồng trên một nhà sửa chữa đến 60 triệu đồng trên một nhà xây mới. Qua đó góp phần đẩy mạnh công tác hỗ trợ nhà ở, nâng cao điều kiện sống cho người có công với cách mạng. Ngay từ đầu năm, việc mà rà soát những hộ gia đình chính sách xuống cấp thì ban nhân phường đã chỉ đạo cho bộ phận lao động thương binh xã hội trực tiếp xuống từng nhà để rà soát những hộ gia đình có nhu cầu sửa chữa cũng như xây mới. Thì đến giờ này thì tổng cộng trên địa bàn phường là có 12 gia đình chính sách đề nghị sửa chữa. Thành phố Đà Nẵng hiện có trên 100.000 người có công được xác nhận theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó có gần 18.000 liệt sĩ với hơn 28.000 thân nhân, hơn 10.000 thương bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, 3.367 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngày 25 tháng 8 năm 2023 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 1796 phê duyệt và bổ sung kinh phí xây mới sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố năm 2023, với tổng kinh phí hơn 22,4 tỷ đồng. Qua đó thể hiện tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn, chủ động tích cực trong việc hiện thực hóa các chủ trương chính sách của Trung ương và thành phố đối với lĩnh vực đền ơn đáp nghĩa.